Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Dance Your Face Off, bước nhảy ngàn cân. Và như vậy là sau 10 tuần, các thí sinh bây giờ đã rất uyển chuyển, gần như là lột xác hoàn toàn. Em còn phát hiện ra một điều mà em cảm thấy là mối quan hệ của các thí sinh của chúng ta có vẻ như vượt hơn mức bình thường cho phép. Ý em nói là dạng như là nhảy giả tình thật đó hả? Giống Trường Giang đó, phim giả tình thật đó. À, chiêu cũ. Cái đó là cái âm mưu của anh Trường Giang với cái bạn diễn của mình. Nhưng mà ở đây em phát hiện ra một cái sự thân thiết hơn mức bình thường của một thí sinh của chương trình chúng ta. Đó chính là Quang Đăng và Huyền Thanh. Bước nhảy ngàn cân là một cái kỷ niệm đáng nhớ trong đời của Đăng. Chưa có bao giờ mà Quang Đăng nhảy chung với một bạn nhảy mà một khoảng thời gian nhiều nó như vậy và phải làm việc chung hàng ngày, gặp mặt nhau hàng ngày. Thanh cũng là một trong những người phụ nữ mà để lại cho Quang Đăng một ấn tượng rất là sâu đậm. Thì Quang Đăng thấy đây là một cô gái rất là có nỗ lực, rất là yêu nhảy múa. Quang Đăng đặc biệt rất là cảm tình với những con người mà yêu nghệ thuật. Chính vì vậy mà Quang Đăng cứ sẽ hết mình với lại Huyền Thanh. Ngoài ra thì Huyền Thanh rất là hay bị chấn thương, thì mỗi tuần hình như đều có một cái vết thương này, ngay chân, ngay tay, ngay mông, rồi cổ, rồi rất là nhiều. Thì Quang Đăng cũng thấy rất là thương thương và rất là tội. Nhưng mà dù bị chấn thương như nữa thì Huyền Thanh cũng coi như là không có gì và lên thi đấu là hết mình. Và Quang Đăng nghĩ là Huyền Thanh là một người phụ nữ rất là điềm đạm, kiên trì. Ở ngoài đời Huyền Thanh cũng có những cái sở thích rất là con gái, vẫn hay nhắn tin, rồi nói chuyện rất là ngôn ngữ rất là tin. Thích màu hồng. Ghét màu hồng. Cái mối quan hệ của mình với Đăng nó trồi sụt liên tục. Có những lúc Đăng ấm áp ngọt ngào, nhưng có những lúc bạn ấy rất là khó tính. Chính bạn ấy cũng tự tạo áp lực cho cả mình và bạn ấy. Tay đâu? Đăng vẫn đều theo sát mình. Điều đấy là điều mình đánh giá rất là cao và không phải là ai cũng làm được. Thực sự với mình, bạn là một người thầy rất là đáng trân trọng. Mình biết rất là nhiều bí mật của Đăng ấy, nên là bạn fan nào mà muốn biết thì cứ liên hệ mình. Nội dung cái bài của bọn mình là nói về hai người yêu xa. Nhưng khi bọn mình diễn trên sân khấu thì bọn mình lại phải diễn ở cái khoảng cách rất là gần nhau. Làm sao mà để cho khán giả hiểu được rằng là hai người đang ở trong một tình yêu xa thì mình cũng chưa biết là mình có làm được không. Mình rất hoang mang. Và chính Đăng cũng bảo rằng là đây chính là bài tự sát của bọn mình. Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào tay cầm tay, thương là thương sao. Chờ mong ngày mai ai biết ra sao. Người có đi xa tận phương trời, nắng trong mưa tìm nhau. Chờ một ngày yêu thương là lời, nói cho nhau một câu. Để từng ngày ta thôi còn trông ngóng, trái tim thôi ngủ yên. Để từng đêm ta say triền miên, biết đêm nay ngừng trôi. Một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chứ đau lắm. Ai buồn, ai buồn, em buồn vì anh. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chứ đau lắm. Ai chờ, mong chờ, em chờ đợi anh. Hãy vỗ tay thật nồng nhiệt cho Huyền Thanh và Quang Đăng. Bây giờ sẽ là những nhận xét đầu tiên từ giám khảo Trốn Huy Trần. Xin mời anh. Bài này rất là đẹp. Vì nhiều động tác của Đăng, em biên đạo cái bài này, nhiều động tác tai. Và nó rất là thú vị. Và cái sự kết hợp của hai em, đúng là mọi là nhìn giống tụi em nhảy với nhau lâu hơn 9-10 tuần. Cái sự kết hợp nó rất là tốt. Nhiều điểm nhấn rất là đặc biệt. Anh rất là thích cái phần đầu tụi em bắt đầu với mấy cái giống lyrical hip hop. Sau đó mình vô mấy cái bung bê và một số động tác jazz. Thì mình cũng pha vô nhiều cái thể loại khác nhau.
một cái vấn đề nhỏ là anh đang xem tụi em và anh thấy cái sự kết hợp rất tốt với nhau, nhìn nhau, giao lưu với nhau, cười tươi với nhau. Anh không biết tại sao mà anh muốn cảm nhận cái điều đó luôn. Anh chưa cảm nhận được. Anh không biết anh Hoài Linh, nếu mà anh cảm nhận cái bài này được mà em thì... Em có cảm nhận nhưng mà em muốn feel một cái gì đó hơn. Nha. Tức là em thì feel theo cái kiểu là biên đạo của em. Còn anh coi theo cái kiểu feel, theo cái kiểu bình thường của một khán giả đang xem thì nó lại khác. Dạ. Tức là em cần người ta nhiều hơn. Bởi vì em biết cái khả năng của họ có thể làm nhiều hơn nữa. Nhưng nếu trong một cái bài nhảy mà ở trong một cái khuôn khổ như thế này, tôi cho đó là nó vừa vặn. Bởi vì các bạn thể hiện từ cái khuôn mặt nhá, từng cái động tác nhá, vừa vặn. Nếu mà nhiều hơn nữa nó sẽ bị dư. Tức là cái món ăn là mình ăn vừa đủ thôi. Mà còn đòi hỏi nơi các bạn ấy thêm nữa thì tôi e là bị dư. Bởi vì bạn thì bạn nhìn theo cái mắt của người biên đạo nó khác. Nhiều khi ở cái chỗ đó 1, 2, 3 vô phải nhìn là ô cho nó ô mà có đẹp quá. Tôi thích cái phần đầu của các bạn á. Cái phần đó thấy dễ nhưng mà nó rất là khó. Bởi vì cái đoạn đó, cái nhạc đó, nó cái nhịp vách nó chưa có rõ ràng lắm mà các bạn vẫn vào rất là đẹp. Những cái động tác tay, những cái biểu hiện bằng hình vẽ, biểu hiện những hành động cử chỉ trên cái nền nhạc nó rất là nhẹ nhàng như thế. Và cái đó tôi cho là khó chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà Thanh cũng đã rất là nỗ lực để theo được Quang Đăng. Bởi vì cái bài này chính Quang Đăng dựng thì bạn ấy, động tác bạn ấy sẽ rõ ràng hơn em nhiều khi em học lại. Nói Đăng đừng buồn chứ có những động tác Thanh nó làm đẹp hơn con luôn á. Thiệt. Cái Đăng định nói như vậy. Thiệt. Đẹp hơn con luôn á. Cái điều đó là Quang Đăng rất tự hào anh. Rất tự hào. Đó. Sao lại lấy cái ý của em mất tiêu rồi, trời ơi. Thôi thì em tiếp đi, nói chung là... Vâng, xin cảm ơn anh Hoài Linh. Đúng là như vậy luôn, mình phải dừng lại ngay lập tức liền. Và nói rằng là anh Linh nói đúng cái ý của mình. Là có những động tác thiệt sự là làm đẹp thiệt. Đây là một bài dựng đậm chất phong cách của Quang Đăng. Khán giả nào hoặc là fan hâm mộ của Quang Đăng thì rất dễ nhận ra cái cách hiện đại và cách mà diễn lôi kéo hoặc là có những động tác lại như vậy từ Quang Đăng là rất dễ nhận ra cái phong cách của bạn đó. Đây là bài dựng nó khác hẳn so với ba bài kia. Trang phục cũng đẹp nè, rồi những động tác của các bạn nó khiến người xem không thể nào rời mắt được vì họ sợ là họ sẽ bỏ qua những khoảnh khắc đẹp và cái ngôn ngữ từ cơ thể của các bạn nó diễn tả cho người ta xem dễ hiểu hơn câu chuyện các bạn muốn nói. Tôi thật sự là rất thích cái cách mà các bạn kể chuyện bằng những động tác như vậy. Đúng là John Huy có những yêu cầu. Ở Việt Nam mình hay nói được voi đòi tiên. Những người chuyên môn giỏi thì phải có yêu cầu cao hơn và gắt hơn nữa. Điều này nó có hai yếu tố. Thứ nhất là các bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm, có thêm những cái bài học hay hơn, động tác hay hơn. Thứ hai nữa, để mọi người thấy rằng là anh Huy là người rất tinh tế trong cái việc mà chuyên môn. Một lần nữa chúc mừng Phần Thi rất là dễ thương, rất là đẹp và rất tuyệt vời các em. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy. Xin mời anh. 9 điểm. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Hôm nay tôi nghĩ là một cái gì đó rất là khó cho giám khảo cũng như các thí sinh phải nỗ lực hết mình. Tại vì điểm số hiện nay gần như đang sát nút gần bằng nhau. Với phần thi như vậy hay và dễ thương như vậy, không thể nào mà nhận ở tôi là sự điểm 9 được, phải là điểm 10. 10 điểm. Hoài Linh. John Huy không cảm nhận được nhưng mà tôi cảm nhận được 10 điểm. Cảm ơn. 10 điểm.